gian là mình hấp cách thủy 30 phút. Bây giờ các bạn hãy cùng xem. Đó. Sẽ tắt bếp. Các bạn thấy nào. Đó, bây giờ mình sẽ vớt con cá này ra nhé. Đây, con cá tôi đã cho ra đây và nước chấm vì hai vợ chồng không ăn được ớt, tôi không cho ớt vào nước chấm. Trong quá trình ướp thì đều có ớt. Đây, tôi ăn xong thì cảm nhận như thế nào nhé. Tôi có một cái cảm nhận là như này, ăn đấy nó không tanh đâu, khi mà mình bắt chanh vào cá nó làm át cái mùi tanh nhiều mà rất đượm, mà nó giữ được nguyên cái thịt không bị khô mất nước. Khói nghi ngút nó bốc lên. Cùng ăn với tôi nhé. Tuyệt vời.